Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn Chào mừng các bạn đọc quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ 6 ngày 25 tháng 2 năm 2022 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 25 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày kỷ dậu tháng nhâm dần năm nhâm dần Và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bảo quang, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ kỷ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại dịch thổ ngày kỷ dậu tức can sinh chi nghĩa là thổ sinh chua kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại dịch thổ kỷ tuổi quý mão ất mão ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy đặc biệt là tuổi đinh mùi quý hợi thuộc hành thủy không sợ thổ Ngày giàu lục hợp với thìn, tao hợp với xỉu và tỵ thành kim cục, xung với mão hình dậu, hại tuất, phá tí và tuyệt dần. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi tân mão, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao phúc sinh tốt mọi việc sao cát khánh tốt mọi việc sao âm đức tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao thi lại sáu mọi việc sao hoang vu sáu mọi việc sao nhân cách sáu đối giữa với giá thú khởi tạo sao huyền vũ kỵ về ăn táng sao ly sàng kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng chính nam và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 mời các bạn đón xem nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọa mạo Dậu điều này làm cho bạn đang có điểm báo có thể sẽ gặp phải một vài vấn đề rắc rối trong mối quan hệ xã giao của mình điều này cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới công việc của bạn trong ngày hôm nay vì vậy với bạn tuổi tý cần phải mềm mỏng hơn trong cách hành xử với mọi người giữ thái độ khiêm tốn và tránh nói lớn tiếng khi có bất đồng quan điểm xảy ra trong ngày này với bạn tuổi tý cũng đang gặp ngày có họa thiên quan rình rập Điều này làm cho bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiểu nhân ám toán, cứ ngỡ sắp có được thành quả cuối cùng thì lại gặp phải trục trặc hoặc là bị nặng tay trên, bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng chẳng được hưởng thành quả là bao nhiêu. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày thứ sáu này, bạn đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy. Có lẽ với bạn tuổi Tý đang quá mại mê với công việc cho nên chẳng màng tới việc tìm kiếm một nửa yêu thương, bạn cần phải nhìn xa xung quanh và mở cửa trái tim mình hơn nữa. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này, bạn đang gặp ngày có kim sinh xuất cho thủy, có lẽ với bạn tuổi tí đang quá mại mê với công việc của mình, cho nên chẳng màng tới việc tìm kiếm cho mình một nửa để yêu thương, bạn cần phải nhìn xa xung quanh và mở rộng trái tim mình hơn nữa nhé về phương diện sức khỏe của bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này bạn đang gặp ngày có kim sinh cho thủy vượng điều này làm cho bạn đang có điểm báo sức khỏe không được tốt cho lắm bạn cần phải quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn tránh tình trạng lao lực về câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ sáu này từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim hãy mềm mỏng hơn trong cách hành sự với mọi người tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy gặp một vài rắc rối trong mối quan hệ xã giao của mình tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị tiểu nhân ám hại. Từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ tránh nói lớn tiếng khi có bất đồng quan điểm xảy ra. Từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc đối với những bạn đang còn độc thân quá mại mê với công việc bộ bê chuyện tình cảm. Và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao Quân số may mắn số 16, số 71, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu, thứ sáu, ngày 25 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay trở nên tốt đẹp hơn với bạn tuổi sửu trong ngày này nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiệt tình từ phía đồng nghiệp và cấp trên hiện tại bạn chỉ cần tiếp tục phát huy và chủ động thể hiện những kiến thức và kinh nghiệm vốn của của mình thì mọi chuyện sẽ diễn tín theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đặt ra. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi xỉu, đang có được thực thần quý nhân chưa chở. Các thần này luôn theo dõi con đường phát triển mối quan hệ xã giao, giúp ích cho bạn rất nhiều. Nhờ đó mà với bạn tuổi xỉu, có thể sẽ gặp gỡ, làm quen với không ít người có giá trị đối với sự nghiệp hoặc là đời sống tinh thần của mình nữa nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ thúc đẩy nhân duyên của bạn nở rộ, tình duyên được như ý, hỷ sự đến nhà. Với bạn tuổi Sửu cũng nên tranh thủ cơ hội này để phát triển chuyện tình cảm riêng tư. Có cơ hội thì nên nhanh chóng bày tỏ, kéo lại hạnh phúc trôi qua mắt thì đáng tiếc cho bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim tiếp tục phát huy thể hiện những kiến thức và kinh nghiệm vốn có của, của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy nhận được sự giúp đỡ ủng hộ nhiệt tình từ phía đồng nghiệp và cấp trên. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa các mối quan hệ xã giao của bạn được rộng mở. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ có thể gặp gỡ làm quen với không ít người có giá trị. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc nhân duyên nở rộ tình duyên như ý, hỷ sự đến nhà. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 64, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều thuận lợi trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi dần hoàn thành tốt công việc được giao, thậm chí còn không ngại dành thêm thời gian để đầu tư tìm hiểu thêm kiến thức về chuyên môn cho mình nữa. Với bạn tuổi dần, bạn vượt qua được nhiều thử thách, chứng minh được năng lực và khả năng ứng biến trong mọi tình huống của mình, không hề tầm thường chút nào, chứng minh được tầm quan trọng của mình trong công việc, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên xem xét và cất nhắc lên vị trí thích hợp trong thời gian tới nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc, Điều này làm cho bạn đang có điểm báo lại không được mấy vui vẻ trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giả nứt sau những mâu thuẫn lâu ngày không được giải quyết, đôi bên buông xuôi và không muốn cố gắng tiếp tục hàn gắn mối quan hệ này. Thay vào đó, cả hai đều mại mê với mối quan tâm của riêng mình nữa rồi. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy hoàn thành tốt công việc được giao từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, gặp nhiều điều kiện thuận lợi trong công việc từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chứng minh được năng lực và khả năng ứng biến của bản thân mình trong mọi tình huống từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc sẵn sàng đầu tư thêm thời gian để nâng cao kiến thức chuyên môn cho mình từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mối quan hệ tình cảm bị rạn nứt mâu thuẫn kéo dài không được giải quyết. Và đánh giá của ba tuổi dần trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 58, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt, tuổi hợi. từ vi tuổi mão thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bà tuổi mão, cho chúng ta thấy là bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu, điều này làm cho bạn đang có điểm báo tiểu nhân quấy phá với bạn tuổi mão trở nên lơ là trong ngày hôm nay và đối phương luôn ghi tị với bạn cho nên ra sức phá hoại thông tin đồn nhằm cản trở công việc mà bạn đang thực hiện trong ngày hôm nay thị phi bỏ vây khiến cho bạn tuổi mão cảm thấy mệt mỏi vô cùng nữa. Bản mệnh tuổi mão trong ngày này có thể sẽ đánh mất đi vị trí mà mình vất vả bấy lâu nay mới có được nhờ sự lơ đánh thiếu cảnh giác trước kẻ xấu bụng và để hạn chế những điều không mong muốn đó với bà tuổi mão cần phải kiểm tra lại công việc của mình trước khi hoàn thành trở nên chủ quan để xảy ra sai sót đáng tiếc nhé về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc điều này khiến cho chuyện tình yêu lứa đôi chẳng được suôn sẻ vợ chồng lục đục tranh cãi với nhau về nhiều vấn đề thường ngày mọi người một ý ai cũng có cái lý riêng của mình không ai chịu nhún nhường ai mối quan hệ cứ thế ngày càng thêm căng thẳng nữa về câu quyết cho bà tuổi mão trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy mệt mỏi về chuyện thị phi bủa vây tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa điểm báo tiểu nhân xuất hiện chớ nên lơ là chủ quan tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải kiểm tra lại công việc của mình trước khi hoàn thành chống. tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc có thể đánh mất đi vị trí vất vả bấy lâu nay mới có được chỉ vì sự lơ đánh, chủ quan, từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, vợ chồng lục đục, tranh cãi xảy ra, nhiều vấn đề phát sinh. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 87, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cá tường màu xanh ngọc màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân che chở. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thìn được trao cho quân đường tình duyên vượng sắc đào hoa nở rộ, đi đâu cũng có người yêu kẻ mến, các mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, tốt đẹp và ngày này rất thích hợp để cho bạn tiến hành những kế hoạch về hợp tác, ký kết hợp đồng làm ăn nhé. Quan về phương diện công việc của bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này, bạn đang có được những bước tiến triển hết sức là hứa hẹn. Bạn mạnh được cấp trên và đồng nghiệp tin tưởng bởi bạn luôn bình tĩnh và sáng suốt trong cách xử lý tình huống, giải quyết được những vấn đề phát sinh bất ngờ một cách hiệu quả, không đánh mất đi sự điềm tĩnh khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ cái chuyện tình cảm của bạn Thủ thìn trong ngày thứ sáu này lại đang gặp được ngày có ngủ hành tương sinh đây là dấu hiệu cho thấy tình yêu của bạn đang được hồi sinh trở lại với những mâu thuẫn trước đó được giải quyết tình yêu càng thêm nồng cháy sau rông bão hai người hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn với những biến cố trước đây nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa các mối quan hệ xã giao có được sự hài hòa tốt đẹp tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ được quý nhân trao cho quân đường tình duyên vượng sắc đào hoa nở rộ tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc công việc đang có được những bước tiến triển hết sức là hứa hẹn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày này thích hợp để tiến hành những công việc như là hợp tác ký kết những hợp đồng có giá trị từ vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy mâu thuận lứa đôi trước đó được giải quyết và đánh giá của ban tuổi Thìn trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 14 số 74 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ màu sắc cá Tường màu xám màu cà phê quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi Dậu tuổi Tý từ V tuổi Tỵ thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ, điều này sẽ mang đến cho bạn có được một ngày yên bình khi mọi việc đều tiến triển nhịp nhàng theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch ra ban đầu. Bạn mệnh tuổi Tỵ Gặp nhiều việc suôn xịa trên con đường công danh, nhờ đó mà công việc của bạn được thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt, quan hệ xã giao của bạn cũng có được sự hài hòa, thời điểm này thích hợp để cho bạn ký kết những hợp đồng có giá trị hay là hợp tác làm ăn nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi tỵ, bạn cũng không vì thế mà chủ quan, nhất là khi trong ngày đang có kíp tài rình rập tài lộc của bạn. Cái chuyện tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Với bạn tuổi tỵ, chẳng thể nào tránh được. Và cách duy nhất là bạn hãy luôn thận trọng, tính toán cho thật kỹ càng để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ 6 này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có họa kim xung khắc Điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi tỵ cần phải bình tĩnh để giải quyết những hiểu lầm trong chuyện tình cảm của mình. Đôi bên nên dành thêm thời gian ngồi lại bên nhau để trò chuyện, tâm sự thay vì suy diễn, ganh tuông rồi quy chụp, định tội cho nhau nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa gặp nhiều xuân xẻ trên con đường công danh sự nghiệp từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, mọi việc đều tiến triển nhịp nhàng, theo đúng như kế hoạch mà bạn đã vạch ra ban đầu. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, đề phòng ch chuyện tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa, thích hợp để ký kết, kết, kết hợp đồng. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy, cần phải bình tĩnh để giải quyết những hiểu lầm trong chuyện tình cảm và đánh giá của bà tuổi tị trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phụ trợ, tuổi Sửu, tuổi thân, tuổi Dậu. từ vi tuổi ngọ thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có tỷ kim trợ mệnh. Cái điều này sẽ mang tới cho bạn tuổi ngọ có được sự kiên định và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình đã đề ra với những khó khăn ở phía trước không hề khiến cho bạn mệnh sờn lòng mà còn ngược lại với bạn càng được tô luyện thêm bạn lĩnh mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu để vượt qua khó khăn, trở ngại để giành lấy thành công. Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tứ ngọ, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành, xung khắc. Cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn diễn ra không được như ý muốn. Bạn mệnh có những suy nghĩ của riêng mình và đòi hội đối phương phải thấu hiểu và tôn trọng. Xong, khi không đạt được điều đó, mâu thuẫn rất dễ xảy ra nữa nhé và xem tử vi cũng cho thấy ngày này với bản tứ ngọ đối với những gia đình của thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể sẽ làm động tới thai thần ảnh hưởng tới cả nghề mẹ và thai nhi Về câu quyết cho bản tứ ngọ trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim khó khăn chỉ càng tô luyện thêm bản lĩnh mạnh mẽ cho bạn mà thôi. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy có thêm sự kiên định và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu mà mình đã lựa chọn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa chuyện tình cảm không diễn ra như ý muốn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ sẵn sàng đương đầu để vượt qua trở ngại và giành lấy thành công. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc mâu thuận dễ xảy ra khi đôi lứa thiếu đi sự thông cảm và bao dung và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 13 số 57 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu cam màu vàng quý nhân phù trợ tuổi dần tuổi mùi tuổi tuất từ vi tuổi mùi thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vợ trình ngày thứ sáu này với ba tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang có được cát tinh là thực thần trợ mệnh. Cái điều này sẽ mang đến cho bạn có được những cơ hội không hề nhỏ chút nào. Với bạn tuổi mùi, cứ ngờ là việc kinh doanh buôn bán của mình có phần đình trệ khó lòng được khởi sắc nhưng không ngờ lại có được sự may mắn đến như vậy bạn túi mùi có được đồng tiền vào ra, bạn mệnh cũng dễ bẻ triển khai những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ càng trước những rủi ro, thất bại có thể phải đối mặt, không ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng của mình nhé. Trong ngày này, bạn túi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này cho thấy bạn mệnh đang rất đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn nhận được nhiều sự quan tâm tới từ từ những người khác giới. Với những ai đang quản độc thân, có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng cánh cửa trái tim để có thể tìm kiếm một người phù hợp cho mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim công việc kinh doanh buôn bán được khởi sắc tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có được những cơ hội làm ăn không hề nhỏ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa cần phải cân nhắc kỹ càng tức những rủi ro thất bại có thể sẽ phải đối mặt từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tài lộc được dư dả dễ bề triển khai những kế hoạch mà mình đã ấp ủ từ lâu từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc đào hoa nở rộ nhận được nhiều sự quan tâm của những người khác giới và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm năm sao, quân số may mắn số 22, số 78, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mão, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ 6, ngày 25 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bản tuổi thân á, cho chúng ta thấy là bản tuổi thân đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tiền bạc không phải là chuyện mà bạn cần phải lo lắng, bận tâm trong ngày hôm nay. Ngày này với bản tuổi thân á, thu nhập của bạn chủ yếu tới từ công việc chính. Chỉ cần bạn làm tốt công việc của mình thì cuộc sống đủ dư dả, thoải mái cho việc ăn tiêu nữa nhé. Với bạn tuổi thân, bạn cũng có thể tự thưởng cho bản thân mình một món quà để khích lệ về tinh thần, cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa. Tuy nhiên, bạn mệnh cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, đừng có thấy tiền ở trong tay mà thích gì là mua nấy, gặp gì cũng rút ví ra. Bạn cần phải biết tiết kiệm cho tương lai, phòng hờ khi có chuyện bất trắc xảy ra. Ngày này với bạn tử thân cũng đang gặp ngày có kim khí vượng làm cho bạn đang có điểm báo, có tai ương, họa huyết quang, bạn cần phải đề phòng về xia cọ, tổn thương do kim loại, vật nhọn gây ra. Hôm nay bạn nên hạn chế xuất hành đi xa, thận trọng khi lao động ở những nơi nguy hiểm hay là làm những công việc nguy hiểm, làm trong công xưởng, nhà máy hay là sửa chữa máy móc nhé vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ sáu này. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy không quản nọ lo bận tâm về chuyện tiền bạc. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa thu nhập của bạn chủ yếu tới từ công việc chính. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chỉ cần làm tốt công việc của mình thì cuộc sống có đủ dư dả thoải mái ăn tiêu từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng đảm bảo về mặt tài chính từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có điểm báo tai ương hỏa huyết quang đề phòng tai nạn về xe cộ và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 11 số 89 giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ với tuổi giàu, thứ 6, ngày 25 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp ngày có dậu dậu tự hình điều này sẽ gây ra không ít sóng gió cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi dậu có phần cố chấp và cứng nhắc không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai và càng là những lời góp ý với bạn tuổi dậu càng có xu hướng chống đối vì cảm thấy đối phương đang cố tình gây sự và ngăn cản bước đường đi của mình và điều này chẳng những khiến cho chính bản thân của bạn khó chịu mà còn làm tổn hại tới mối quan hệ xã giao vốn đang tốt đẹp ở bạn. Với bà tuổi dậu, để cho cái tôi của mình lấn át mọi thứ, không chịu chấp nhận, thực tại, không nhìn thẳng vào thực tế mà cứ mãi ôm mộng tưởng, khăng khăng với nhận định của bản thân thì rất dễ để xảy ra sai suốt, sai lầm một cách đáng tiếc nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ sáu này với ban tuổi dậu, bạn lại đang gặp ngày có kim khí vượng. Điều này nhắc nhở bạn cần phải dành thêm thời gian để quan tâm tới vấn đề sức khỏe của mình. Và đừng có lúc nào cũng mãi mê làm việc mà bỏ bê không chăm sóc cho cơ thể, thói quen sinh hoạt và ăn uống không điều độ sẽ ảnh hưởng rất xấu tới thể xác lẫn tinh thần của bạn nữa đó nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ sáu này, từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy có phần cố chấp, cứng nhắc, không chịu nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có xu hướng chống đối với những lời góp ý từ mọi người. Từ vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ thái độ không đúng mực làm tổn hại tới mối quan hệ xã giao. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chớ để cho cái tôi của mình lấn át mọi thứ. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên dành thêm thời gian để quan tâm tới sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bà tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 83, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tụi xỉu, tụi thìn, tụi tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp ngày có cục diện dậu Tuất tương hại, điều này cảnh báo cho bạn tuổi Tuất cần phải chú ý kéo lại dính họa thị phi trong ngày hôm nay. Với những lời đồn thổi vô căn cứ bộ vây xung quanh bạn, ban đầu với bạn tuổi Tuất chọn cách làm lơ, bộ ở ngoài tai, nhưng không thể tránh được những tác động tiêu cực của thị phi nhé. Ngày này với bạn tuổi Tuất á, công việc của bản mệnh vì những lời đồn đoán thất thiệt sẽ ảnh hưởng không hề ít, dù không bị thiệt hại quá lớn, nhưng nó cũng có thể sẽ làm lỡ dở đi những dự định của bạn trong thời gian tới. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tuất là cần phải chú ý hạn chế chia bè kết phái, tránh buôn chuyện, hóng hớt để giảm bớt thị phi bủa vây nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ sáu này với ban tuổi tuất lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những chuyện mình gặp phải mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào đối phương cho nên mọi khi, mọi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra được những quyết định cuối cùng hợp tình, hợp lý. Vài câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ 6 này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa với những tin đồn thổi vô căn cứ bộ vây xung quanh từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ chú ý kéo lại dính họa thị phi trong ngày từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nên hạn chế chia bè kết phái tránh buôn chuyện hóng hớt từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim công việc bị ảnh hưởng vì những lời đồn đoán vô căn cứ từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mối quan hệ tình cảm diễn ra được tốt đẹp và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ sáu này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 15 số 67 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xám quý nhân phù trợ tuổi Dần tuổi Ngọa tuổi Tuất Từ vi tuổi hợi thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ sáu này với ba tuổi hợi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có chính quan nâng đỏ cho nên con đường công danh, sự nghiệp của bạn đang có được những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Với bà tuổi hợi, công sức mà bạn bỏ ra từ trước tới nay đã nhận được sự đền đáp xứng đáng, bạn có được cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay nữa rồi. Hơn nữa, trong các mối quan hệ xã giao của bạn đang vô cùng là tốt đẹp, quý nhân tới từ những người mà bạn tuổi hỏi từng giúp đỡ từ trước đó. Cho nên, đây là may mắn hiện tại cũng là phúc báo cho bạn, xứng đáng những gì mà mình được hưởng lại thêm trong vận trình ngày thứ sáu này với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng điều này mang tới cho bạn có được tình duyên hợp ý chẳng cần phải mất quá nhiều thời gian để cho bạn tuổi hợi nhận ra đâu mới là người mà mình thực sự trân trọng suốt cuộc đời này trước đó vốn đã quyên với cô đơn nhưng giờ bạn mới biết hạnh phúc có thể khiến cho cuộc đời của mình bừng sáng lên là như vậy về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ sáu này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa sự nghiệp giành được những bước tiến đáng ngưỡng mộ tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ công sức từ trước đến nay được ghi nhận đền đáp xứng đáng tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có được cơ hội thăng quan tiến chức khá lớn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim nhận được sự giúp đã đắc lực từ quý nhân tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy tình duyên hợp ý trân trọng hạnh phúc hiện tại mà mình đang có Vậy đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 16, số 68, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào lần lại